Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm qua chúng ta mừng kính thánh nữ Monica, hôm nay chúng ta lại mừng lễ thánh Augustino, là người con trai cả của thánh nữ Monica. Hai mẹ con được giáo hội tôn kính hai ngày sát nhau, không chỉ nhắc đến sự liên quan huyết thống, nhưng còn là mối liên hệ đặc biệt trong đời sống tâm linh. Sau khi chồng và mẹ chồng đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy, đến lượt con trai cả Augustino. Augustino học theo tính khí của cha, sống phóng đãng và chạy theo bè rối Manike trong 9 năm. Monica theo con để mong ngày con được trở lại cùng Chúa. Những hy sinh của Monica thật không uổng tí nào. Sau một thời gian dài chạy theo các lạc thuyết sống phóng đãng, Augustino gặp được Thánh Ambrosio và ngài bắt đầu biết yêu mến và đọc Kinh Thánh cùng cầu nguyện với mẹ của ngài là Monica. Augustino đã thoát khỏi bóng tối mà u ám không lối đi, không lý tưởng để sống. Ngài đã nhận được ánh sáng đức tin. Augustino cảm thấy tâm hồn vui tươi như một bông hoa nở dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, ngài được Đức Giám mục Ambrosio ban phép thanh tẩy vào lễ đêm phục sinh ngày 25 tháng 4 năm 378. Năm 391, ngài được chịu chức linh mục và lãnh sứ mạng rao giảng phúc âm chống lại bè rối Donat. 4 năm sau, tức là năm 395, ngài thụ phong giám mục kế vị Đức Valerio. Tiếp tục công việc truyền giáo của Đức Giám mục, Thánh Âu Tinh không bao giờ sao nhãng việc bổn phận của kẻ chăn chiên. Suốt 15 năm, ngài giảng dạy hầu như hàng ngày tại nhà thờ chính tòa Hòa Bình. Thánh nhân qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430 tại Hippolyte. Các tác phẩm ngài viết không kể hết. Sứ mệnh và sự tận tụy của ngài, sự thánh thiện của ngài, học thuyết của ngài là tường thành bảo vệ và phát triển giáo hội. Nói về cuộc đời của ngài thật không thể chỉ dừng lại ở vài dòng. Nhưng chúng ta tiếp tục lắng nghe lời của Chúa hôm nay, cũng là những lời được thực hiện trong cuộc đời của thánh nhân. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Thầy, là Cha, và Đức Kitô là người chỉ đạo. Người làm lớn hơn cả phải trở thành người phục vụ anh em, và ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Augustino thao thức đi tìm kiếm Thiên Chúa, dù đã trải qua một đoạn đường u tối tội lỗi, nhưng cuối cùng thánh nhân đã gặp được ngài. Thánh nhân trở thành vị thánh lỗi lạc qua các tác phẩm, qua việc phục vụ hết mình cho hội thánh. Trái tim ngài đầy lòng yêu mến khi khám phá vẻ đẹp luôn luôn mới nơi Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hãy yêu mến Chúa như ngài. Xin cho tất cả chúng con biết noi gương ngài, sống xứng đáng giá trị làm người, làm con Chúa trong lòng thế giới hôm nay. Amen.